Yến Phương VIETV xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là Chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2017. VIETV đang có mặt tại thành phố Silver Spring, tiểu bang Maryland để gửi đến quý vị một số hình ảnh trong đại lễ kỷ niệm năm thứ 78 Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng nền Phật giáo hòa hảo do ban trị sự vùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn và phụ cận tổ chức. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình được khai mạc với múa lưng rước di ảnh Đức Quỳnh Giáo Chủ. Kế tiếp là nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và phúc mặc niệm. Tiếp nối chương trình và diễn văn khai mạc của ông Hà Nhân Sinh. Kính thưa toàn thể đồng đạo, đồng hương quý mến. Mỗi năm một lần, đại lễ kỷ niệm Ngài Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật giáo hòa hảo, dù trong hoàn cảnh nào cũng được người tín đồ Phật giáo hòa hảo khắp nơi tổ chức. Có tự do thì tổ chức trọng thể, mất tự do thì tổ chức trong tưởng nhớ và âm thầm. Đặc biệt ở hải ngoại năm nay, năm 2017 này, Ban trị sự Phật giáo hòa hảo vùng Washington DC và phụ cận được Ban trị sự Phật giáo hòa hảo Trung ương hải ngoại giao phó trọng trách tổ chức đại hội đạo và đại lễ thường niên. Kế đó là nghi thức hành lễ theo truyền thống Phật giáo hòa hảo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ vâng, hành lễ theo nghi thức tôn giáo Phật giáo hòa hảo đến đây đã xong. Kế tiếp phát biểu cảm tưởng của ông Đinh Hùng Cường. Thưa quý vị, tới năm 1939, với một người chưa đầy 20 tuổi đã sáng lập ra một tôn giáo rất là lớn là Phật giáo hòa hảo, có hơn 2 triệu người tham gia, thì cái sự việc đó cho chúng ta thấy ngoài cái tài năng đạo đức và mầu nhiệm, chúng ta nhìn thấy một cái sự tổ chức, một cái óc tổ chức và một cái tài lãnh đạo của cái người sáng lập. Phát biểu của sư cô Thích Nữ Tâm Như. Thay mặt cho tất cả tăng chúng và Phật tử ngày hôm nay, xin gửi lời chân thành tri ân cái sự ủng hộ Phật giáo hòa hảo của tất cả các đạo hữu. Phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Khi mà sự kết liên trong ngoài nó thành một đó, thì đó là một cộng đồng mà có chân ở bên trong và chân ngoài này. Nếu như chế độ cộng sản ở địa phương đàn áp cộng đồng ở trong nước, có nghĩa là họ bứt mây động rừng ngoài này. Mà bứt mây động rừng ngoài này là gì? Là đụng chạm đến Hoa Kỳ, đụng chạm đến quốc tế. Buổi lễ kết thúc vào lúc 2 giờ 30 phút trưa cùng ngày. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong đại lễ kỷ niệm năm thứ 78 Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng nền Phật giáo hòa hảo do Ban trị sự vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và phụ cận tổ chức. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yến Phương tường trình từ Silver Spring, Maryland.